Rồi, hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đến với kênh YouTube của Thắng Bài Cơ. Thì hôm nay cũng theo yêu cầu của anh em, mình lại review báo giá kỹ hơn về cái con Kawasaki VDUP 175 cho anh em ha. Thì cái dòng xe này thì là dòng xe classic của Kawasaki, hầu như là mình thấy là cái dòng cổ điển của Kawasaki là dòng này là dòng nhỏ nhất rồi nha anh em nhé. Đó. Thì dòng này thì nó vẫn đang xài bình xăng cơ nhá, bánh căm, thắng đĩa này, sau là bánh đùm ha. Đó. Thì giá con này thì đăng ký 2018 nhá, 2018 giá này chỉ có 50 triệu 900 thôi, 50 triệu 900 nhá. Đó. Biển số thành phố 59 luôn. Thì bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết báo giá cho anh em, quay chi tiết hơn cho anh em ha. Hôm trước thì mình cũng có báo giá qua một lần rồi, mình chỉ lướt qua thôi. Hôm nay thì báo giá chi tiết hơn cho anh em ha, quay chi tiết hơn để cho anh em, những anh em nào mà đang quan tâm dòng này có thể là biết được rõ hơn nhá. Rồi, còn anh em mà đang xem video của mình thì cho mình một nút đăng ký kênh, nhấn chuông, chia sẻ cho mình sẽ tiếp tục review báo giá dòng xe khác cho anh em ha. Đó. Về cái phần địa chỉ cửa hàng, mình sẽ đọc địa chỉ cửa hàng ha. Địa chỉ cửa hàng là cửa hàng Phương Nam Ô tô, địa chỉ số 5 đường Lý Thường Kiệt, Gia Anh, Bình Dương. Số điện thoại cửa hàng là 092770 1448, mình có ghim trên màn hình luôn cho anh em ha. Rồi, thì bây giờ thì mình sẽ đi vào chi tiết, quay chi tiết hơn cho anh em ha. Đi xung quanh quay chi tiết hơn cho anh em về cái dòng xe này ha. Cái dòng xe này thì dòng xe Classic cổ điển của Kawasaki, của Nhật anh em nhé. Nên mà chắc anh chị em nào mà chơi cái dòng xe của Kawasaki thì đã biết rồi. Máy móc thì khó là bền, không có gì để bàn hết nhé. Cái dòng này thì dành cho những anh em nào thích kiểu dáng cổ điển này. Mình thấy là rất nhiều anh em chơi cái dòng này, như cả những cô chú lớn tuổi này, hoặc là những anh em ít tuổi vẫn thích cái dòng này. Bởi vì cái dòng này nó cổ điển á, nó đi trường tồn theo thời gian, nó không bao giờ bị lỗi thời giống như một số cái dòng xe đời mới bây giờ. Nó sẽ ra liên tục để thay đổi kiểu dáng. Nhưng cái dòng này thì nó kiểu dáng nó cổ điển vậy rồi, nó sẽ không bao giờ bị lỗi thời nữa ha. Rồi. Thì chiếc này là động cơ nó 175 74cc phải. Đó, anh em vẫn là xài bằng A1 được nhá. Đấy. Biển số thành phố. Hơi tiếc một xíu là cái dòng này nó vẫn đang trang bị bình xăng côn, nhưng mà về cái lượng tiêu hao nhiên liệu nó sẽ hơi cao hơn với dòng mà có phun xăng điện tử nhé. Kiểu dáng Classic của Kawasaki đó ha. VDUP 175 SE. Thì trước đây cũng khá nhiều anh em chia sẻ là cái dòng này thì nó là xài bình xăng côn, với lại cái tình trạng của nó là hay bị tình trạng là để lâu khó nổ. Đấy. Xíu mình sẽ nổ máy cho anh em ha. Đây, chủ xe thì có lên hai cái bao da hai bên. Đây là cái ba ga. Đấy, bình xăng đi con này mình thấy cũng khá là bự á. Khá là to nhá. Đó. Xe này thì mình thấy là xe thì zin từ đầu đến đuôi luôn. Zin từ đầu đến đuôi luôn. Đèn của nó vẫn là xài đèn halogen. Đó, halogen. Mặt đèn cũng khá là to này. Đó, đèn halogen luôn nhá. Xi nhan cũng là xi nhan halogen. Đây có chủ xe thì có lên một cái đèn trở sáng L4. Đây. Thì về cái dĩa xe thì cũng hơi hơi bị sọc mòn xíu. Đó. Cái dĩa này là dĩa bằng sắt này. Đây, xem cái lốc máy nhé, quay kỹ lốc máy cho anh em nè. Cái lốc máy trên này thì nó có chữ Kawasaki em nhé. Đây, cái mặt vát của nó này được cắt CNC, đó, rất là đẹp nhé. Đấy, máy móc thì sạch sẽ ha. Rồi bây giờ mình sẽ lên cái xe này xem là cái độ chiều cao mình 1m65 thì ngồi lên có ok không ha. Nói chung là 1m65 thì mình chống chân thì cũng khá là thoải mái luôn. Thoải mái nhé. Nói chung là mình nghĩ là anh em từ 1m60 là ngồi thoải mái rồi. Con này thì đi 31.100 31.194 cây.
đi 31 ngàn cây nhé. Đây cái mình thấy là đây là có lên cái gù nâng này, thì nông gườn gù nâng ghi đông này. À, cái gù nâng đây nâng lên một xíu anh em nhé. Đấy, không biết là cái gù nâng zin của nó như thế nào, thì đây không còn xe khác, mình có một xe khác thì mình sẽ xem là nó như thế nào. Đấy, hai kiếng zin đầy đủ luôn. Đây, mình nổ máy cho anh em nghe cái máy nha. Máy móc thì không có gì để bàn hết nhá, êm rất là êm luôn, thì thầm lắm anh em ạ. Kiểu dáng cả lực xích. Con này thì anh chị em nào mà có gia đình, hoặc là chở bạn gái hoặc người yêu thì cũng khá là ok, yên liền. Yên liền thì nồi nó thoải mái hơn là cái dòng R15, anh thấy cái dòng R15 với cái dòng Sport để mới bây giờ yên nó cao lắm, nên mà người ngồi sau rất là khó chịu luôn. Nhưng mình thấy là cái in này người ngồi sau cũng khá là thoải mái. Đấy, vì in thấp, in liền đấy. Đấy. Đó, máy móc thì êm ru thì thầm của Kawasaki thì không có gì để phải bàn hết anh em ạ. À, trên đồng hồ này thì nó chỉ có đây là vòng tua máy này, số km đã đi này. Còn bên dưới này thì mình có thể set up lại là cái km mình đang đi. Đó. Có thể là mình trở về số 0. Đó, mình nhấn cái nút này là nó trở về số 0 nhá. Thì cái nút cái bên này là mình có thể là nhấn về trở về số 0 được anh em nhá. Trở về số 0 luôn, cái đồng hồ dưới này trở về số 0 để cho anh em sẽ đo những được đoạn đường mà anh em đi. Giống như mình có thể là chạy từ Thành phố Hồ Chí Minh ra đến Phan Thiết chẳng hạn, thì mình sẽ bấm đây chuẩn về số 0 để mình sẽ đo đi tới Phan Thiết là bao nhiêu cây, hoặc là những địa điểm khác là bao nhiêu cây, thì mình có cái đồng hồ dưới này là đo nhá. Đó, đồng hồ chỉ 3 chỉ số, còn đây là báo mô này. Đấy, báo mô, sinh nhan, pha, đấy. Nói chung là đồng hồ nó rất đơn giản thôi. Rồi, ok. Rồi. Thì đó là một số tổng quan về cái dòng xe Classic của Kawasaki. Con này thì đời 2018 anh em nhá. Giá là 50.900.000, nếu anh em quan tâm có thể liên hệ cửa hàng. Đấy. Xe rất đẹp nhưng chỉ tiếc là nó vẫn xài bình xăng cơ. Đó, bình xăng cơ thôi anh em ạ. Kiểu vậy thôi. Còn kiểu dáng về anh em mà thích Classic thì nói chung là quá là ok luôn. Rồi mình sẽ đọc lại địa chỉ cửa hàng ha. Địa chỉ cửa hàng là cửa hàng Phương Nam Mô Tô, địa chỉ số 5 đường Lý Thường Kiệt, Giang Bình Dương. Số điện thoại cửa hàng là 092770 và 48 nhé. Cửa hàng vẫn có nhận giao lưu trao đổi tất cả dòng xe, hỗ trợ trả góp ship xe 10 miền Tổ quốc luôn. Về hỗ trợ trả góp thì cửa hàng ngân hàng hỗ trợ tối đa là 40 triệu nhé. Anh em từ 20 tuổi trở lên có căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân nhé. Ok anh em nhé. Còn anh em đang xem video mà chưa đăng ký kênh của mình thì cho mình một nút đăng ký kênh, nhấn chuông, chia sẻ cho mình. Mình sẽ tiếp tục review báo giá dòng xe khác cho anh em ha. Rồi, còn mọi thắc mắc về giá cả như là giấy tờ xe thì anh em có thể liên hệ trực tiếp cửa hàng. Thì tất cả dòng xe tại cửa hàng đều có giấy tờ đầy đủ ha, bao rút hồ sơ sang tên đầy đủ cho anh em luôn. Rồi, còn bây giờ thì mình cũng xin kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại anh em những cái video tiếp theo. Anh em nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông, chia sẻ cho mình. Nhớ là đăng ký, là nhấn thêm cái chuông nữa đăng ký, thì khi nào có cái video mới lên thì anh em sẽ là người nhận đầu tiên nhá. Anh em mà đang thích cái dòng này thế là liên hệ, khi mà tới xem xe anh em có thể liên hệ trực tiếp cho cửa hàng để xem xe còn hay không nhé. Khi mình xíu mình quay xong rồi có khách vào bán rồi thì anh em sẽ tới, thì hơi mất công anh em nhé. Nên anh em cứ alo trước khi tới hỏi là xe còn hay không nhé. Rồi thì bây giờ mình cũng xin chào, hẹn kết thúc video từ đây và hẹn gặp lại anh em những cái video tiếp theo. Anh em có thắc mắc về những dòng xe khác nữa thì là comment bên dưới cái phần video này, mình sẽ làm video khác để báo giá dòng xe khác cho anh em. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại anh em những cái video tiếp theo ha.